Rồi, xin chào anh chị các bạn. Sang tháng 10 rồi, em lại cập nhật một vài đầu xe Mitsu cho anh chị có nhu cầu. Các bác nhìn này, cái kho xe so với thời điểm trước thì đã giải tán rất là nhiều rồi. Như các bác biết thì Mitsu nó có hai dòng chủ lực là Xpander và Xforce. Thời điểm rồi bán phải nói là rất là tốt. Doanh số thì gần như là về xe nào hết xe đấy. Em sẽ báo giá nhanh cho các bác. Giá xe của một số dòng bán chạy bên em nhé. Đầu tiên là Xforce thì 4 bảng GLX Exit thì phải nói là hai bảng ghế nhỉ này, lượng xe tháng này cực kỳ thấp, gần như là bọn em cũng đang tạm dừng nhận cọc hai phiên bản thấp này vì cũng không có thời gian giao xe cố định được cho các bác. Vâng, đặt thì bọn em vẫn nhận thôi. Đấy, Exit thì bên em giảm 50% lệ phí trước bạ chứ không giảm 100% như thời điểm trước. Còn anh chị đang xem trên màn hình là bản Premium 680 triệu. Thời điểm này bên em bán đâu đó nó đang là 635 triệu tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện theo xe. Thì giá này các bác ra biển ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay một số tỉnh thuế 10% thì nó sẽ dao động vào khoảng hơn 700 nhé, tầm khoảng hơn 710. Vì xe này thì thuế nó vẫn thu khá cao, 69 triệu tiền thuế ạ. Đấy, các bác mua bản Ultimate 705 thì bọn em bán thời điểm này 685 triệu tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, lăn kính tài sản. Chủ yếu ấy, thời điểm này Xforce thì chỉ còn hai phiên bản cao cấp nhất thôi, Brea và Ultimate, nó cũng hơi trái với cái dự đoán của bên em. Là nghĩ đâu đó là giảm thuế thì cũng sẽ được ưu đãi nhiều hơn. Tuy nhiên thì phải nói thật các bác là số bán tốt quá. Cái lượng xe bây giờ nó cũng không nhiều nữa ấy. Thì cái mức giá nó cũng đang khá là cứng ở đầu tháng như này thì mình có thể tham khảo và chờ đến khoảng ngoài 15, nếu mà có thay đổi thì em lại update cho các bác. Đấy. Đây là bản Exit nhá, nội thất đen. Đấy. Ultimate thì các bác ra biển ở Bắc Ninh, Bắc Giang bây giờ nó dao động vào khoảng ngoài 750 một chút ạ. Giá em báo cũng khá là sát rồi, nó có thể thay đổi trong cái thời điểm tới. Premium 680 em bán khoảng 635. Ultimate thì 705 bán về khoảng 685, ra biển khoảng hơn 750. Exit thì giảm 50% thuế, nên là các bác ra biển lúc đó phải khoảng ngoài ngoài 600, gần 650. Rồi Xpander đây, đây là bản Premium. Xpander thì cũng chỉ còn hai bản cao thôi. Bản AT Eco và bản số sàn thì gần như là rất ít xe và ít khuyến mại. Bọn em bán chính bây giờ là bản AT Premium, ghế da cam 360 tặng kèm. Thì xe này giá niêm yết là 654 triệu. Bên em bán tháng này với phiên bản này, bọn em đang bán cho các bác là 595 triệu tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Thì các bác hiện nay ra biển mẫu Xpander 7 chỗ gầm cao nhập khẩu thì sẽ dao động vào khoảng hơn 660 một chút. So với tháng trước thì em này lên đâu đó vào khoảng 15 đến gần 20 triệu. Tháng trước thì bán đâu đó vào khoảng hơn 58 thôi, giờ bán khoảng hơn 59 nhá. Đấy, ghế da đầy đủ. Gần như là mua về chỉ là để đi thôi, không phải trang bị thêm nhiều. K360 có rồi. Còn các bác mua Xpander Cross với thanh giá nóc hay là bộ body kit thì gần 700. Giờ các bác ra biển bọn em bán đâu đó chỉ khoảng tầm hơn 630, các bác ra biển là khoảng 700 hơn một chút. Đó, Xpander Cross 700. Các bác bán mua thời điểm này là hơn 630, em vẫn tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Ra biển thì 700 nhô một chút ạ. Chi Tông mới ra mắt 3 phiên bản. Đây là bản GLX nhé các bác nhé. Đấy, nó có 3 bản GLX 655 triệu. Hiện nay bọn em bớt vào khoảng loanh quanh gần 30 triệu, 50% lệ phí trước bạ mà. Thì các bác ra biển đâu đó vào khoảng 667. Bản một cầu số tự động thì 7.8, bọn em bớt cũng 50% lệ phí. Bản hai cầu 924, chương trình cũng vậy. Thật ra thì cái bản Chi Tông này giá nó sẽ linh động hơn được một chút. Các bác mà có nhu cầu thì cứ book máy alo trực tiếp qua bên em. Đấy. Thời điểm này thì có 3 mẫu đấy là bán chính cho các bác. Cụ thể từng cái phiên bản, từng cái màu sắc thì em sẽ quay trong những video tiếp theo.
Đây mua trả góp với Mitsu thì các bác có thể liên hệ độc quyền hoặc là qua Sihan, Uri và Tiên Phong. Thì đây là ba cái ngân hàng đã được ưu đãi rất là nhiều từ bên Mitsubishi Việt Nam. Đó, thì anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và gặp lại trong những cái video tiếp theo.